Yoga là môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, ra đời cách đây 5.000 năm. Được coi là một món quà cổ xưa của Ấn Độ cổ đại, yoga theo nguồn gốc chữ Phạn là sự kết hợp giữa thể xác và tâm trí, kết hợp giữa con người với vũ trụ. Du nhập vào Việt Nam chỉ một thời gian ngắn, nhưng yoga đã sớm phát triển, trở thành một bộ môn được nhiều người lựa chọn, không phân biệt lứa tuổi hay giới tính. Điều tạo nên sự khác biệt của yoga với các môn thể thao khác, đó là sự kiểm soát kết nối giữa cơ thể và tâm trí của người tập, giúp cho người tập luyện không chỉ khỏe về thể chất mà tinh thần luôn được minh mẫn, an lạc. Tập yoga là một trong những bộ môn dành cho sức khỏe tốt, với cả nó cũng giúp mình có cơ thể đẹp và nó còn hướng dẫn cho mình cái cách thở và kể cả làm thay đổi tâm hồn nữa. Khi mà tập yoga thì mình thấy rất là tâm hồn rất là thanh thản, thoải mái và nó rất là giúp giúp mình khỏe lên và tốt lên ạ. Nên em rất mong muốn là mọi người cùng tập yoga. Có một thời gian công việc của mình rất là căng thẳng và nó gây cho mình rất là nhiều hậu quả, chẳng hạn như là tăng cân, ức chế thần kinh. Mình quay trở lại mình tập yoga và tất cả hầu như là những cái vấn đề của mình gặp phải thì đều được giải quyết. Ghi nhận lợi ích của môn thể thao này qua nhiều công trình nghiên cứu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế yoga. Trong ngày này, lần đầu tiên tại Hà Nội, những tình nguyện viên tham dự cùng nhau đồng diễn một bài tập yoga. Song song với những giá trị về thể chất và tinh thần, yoga còn đóng góp một phần không nhỏ cho sự liên kết giữa các quốc gia và hòa bình trên thế giới. Ngày Quốc tế Yoga lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một hoạt động thường niên, không những tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện yoga ngày một sâu rộng hơn.